Theo kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid-19 giai đoạn 2021-2022 vừa được ủy ban nhân dân thành phố ban hành, thì Đà Nẵng đề ra mục tiêu 90% số người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm chủng vắc vaccine phòng covid-19 theo từng đợt phân bổ và đạt tiến độ tiêm chủng danh nhất, với khoảng 20.000 người trên một ngày khi dẫn đủ số lượng vaccine. Ngành y tế dự kiến thiết lập từ 100 đến 110 điểm tiêm chủng tại các quận huyện và hai điểm tiêm chủng tại bệnh viện Đà Nẵng để triển khai tiêm chủng cho các đối tượng do tuyến dưới chuyển tuyến. Việc tiêm vaccine sẽ triển khai đối với hết toàn bộ người dân trên địa bàn trong độ tuổi có hết chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho 16 nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế chiến dịch tiêm vaccine được triển khai tại tất cả các phường xã sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng để tăng độ bao phủ của vaccine cho người dân